Sau vòng 4, những cuộc đua tranh trên bảng xếp hạng đang trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Nếu như Viettel, Hà Nội FC, Sài Gòn FC và Than Quảng Ninh đang cạnh tranh khốc liệt cho chức vô địch, thì việc ai trong số hai câu lạc bộ Quảng Nam và Dược Nam Hà Nam Định phải xuống hạng cũng hứa hẹn những trận đấu hết sức căng thẳng tại vòng đấu cuối cùng của nhóm B ở mùa giải năm nay. Trước vòng 5 giai đoạn 2 LS V-League 1/2020, hãy đến với chương trình nhận định vòng đấu do kênh YouTube VPF Media thực hiện các bạn nhé. Viettel và Hà Nội sẽ chạm trán trong trận cầu tâm điểm vòng 5 giai đoạn 2 V-League 2020. Đây là trận đấu ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đua vô địch và nhiều khả năng sẽ là bước ngoặt lớn nhất ở top đầu bảng xếp hạng kể từ khi bước sang giai đoạn 2. Sở dĩ nói vậy bởi Viettel hiện tại đang ngự trị trên ngôi đầu với 2 điểm nhiều hơn đương kim vô địch Hà Nội. Xét về phong độ, đoàn quân của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đang khiến tất cả phải ngả mũ khi Viettel đã thắng cả 4 trận sau khi giai đoạn 1 khép lại. Đáng chú ý là trong 4 chiến thắng ấy, hàng thủ của Viettel chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 1 bàn. Kể từ khi lên hạng một giải trước, đội bóng áo lính nổi tiếng là tập thể chơi phóng khoáng. Tuy nhiên, dưới thời huấn luyện viên Trương Việt Hoàng, Viettel giờ đây đã biết cách tỏ ra thực dụng ở những thời điểm quan trọng của mùa giải. Đó là tố chất để trở thành nhà vô địch trong cuộc đua đường dài. Ngoài ra, Viettel cũng đang chơi cực ổn trên sân hàng đẫy. 3 lần gần nhất so tài với những đối thủ như BKMX Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai và Sài Gòn tại thủ đô chứng kiến Viettel thu về 3 chiến thắng. Đó thực sự là những con số thống kê khiến Hà Nội phải kiêng nể. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, phong độ của thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Từng bị nhóm dẫn đầu bỏ cách khá xa, nhưng những màn trình diễn đẳng cấp của Hà Nội đưa họ leo một mạch lên vị trí nhì bảng với chỉ 2 điểm ít hơn Viettel. Nếu khuất phục người hàng xóm ở trận chiến sắp tới, Quang Hải cùng các đồng đội sẽ trở lại với chỗ ngồi quen thuộc của mình ở vài mùa giải gần đây. Hiện tại, Hà Nội đang sở hữu chuỗi 13 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường với 9 chiến thắng và chỉ bị cầm hòa 4 trận. Còn nếu chỉ tính sân chơi V-League, Hà Nội cũng toàn thắng kể từ khi bước sang giai đoạn 2. Đặc biệt, Hà Nội luôn là đối thủ rất kỵ rơ của Viettel. Lần gần nhất đôi bên so tài là ở chung kết cúp quốc gia. Trận cầu mà Hà Nội đã tạo nên cuộc lượt ngược dòng đầy bản lĩnh, qua đó bỏ túi danh hiệu cúp quốc gia thứ 2 trong 2 năm liên tiếp. Tính rộng ra, từ khi Viettel thắng hạng một giải năm ngoái, họ đụng độ Hà Nội 4 lần thì thua tới 3 và chỉ cầm hòa được thầy trò luyện viên Chu Đình Nghiêm 1 trận. Liệu Viettel có thể phá rớp trước người hàng xóm hay sẽ tiếp tục để Hà Nội bắt nạt? Câu trả lời sẽ có sau trận thư hùng vào lúc 19:15 ngày 29 tháng 10 trên sân vận động hàng đẫy. Sau 2 trận liên tiếp không thắng, cuối cùng đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cũng tìm lại niềm vui khi gieo sầu cho Hoàng Anh Gia Lai ngay trên đất khách với tỷ số 4-2. Chiến thắng ấy không chỉ mang ý nghĩa 3 điểm mà còn sốc lại tinh thần cho Sài Gòn ở cuộc đua vô địch. Hiện tại, Sài Gòn đã đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém Hà Nội và Viettel lần lượt 1 và 3 điểm. Trong bối cảnh hai đại diện thủ đô sẽ phải tử chiến ở vòng đấu này, rõ ràng Sài Gòn không thể bỏ qua cơ hội khi được trở về sân nhà tiếp đón Than Quảng Ninh. Còn nhớ ở lượt trận cuối giai đoạn 1, Sài Gòn đã bất phân thắng bại với đội bóng đất mỏ trên sân nhà với tỷ số 0 đều. Nhưng thể thức thi đấu đặc biệt ở mùa giải này giúp Sài Gòn thêm một lần được chơi tại sân Thống Nhất trước Than Quảng Ninh. Và trận chiến sắp tới, Petro Paulo cùng các đồng đội đang quyết tâm giành chọn 3 điểm. Nếu chơi đúng sức, đó không phải nhiệm vụ bất khả thi với Sài Gòn khi thầy trò Vũ Tiến Thành đá 8 trận sân nhà từ đầu mùa thì bất bại cả 8. Đáng nói là 5 lần tiếp khách gần đây, Sài Gòn chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thế nhưng bên phần sân đối diện, Than Quảng Ninh đang càng đá càng hay ở giai đoạn quyết định của mùa giải. Các học trò của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã bỏ túi 10 trên 12 điểm tuyệt đối sau 4 vòng thuộc giai đoạn 2. Chiến thắng 2-1 trước Thành phố Hồ Chí Minh vòng vừa qua cũng nâng chuỗi trận bất bại ở V-League của Than Quảng Ninh lên con số 8. Lúc này, Than Quảng Ninh đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng bằng điểm và chỉ kém Sài Gòn về hiệu số. Xét về số trận thắng, thậm chí Than Quảng Ninh chỉ xếp sau đội đầu bảng Viettel khi đã thắng 9 trận sau 17 vòng. Ngay cả khi phải thi đấu trên mặt cỏ lạ, 4 chuyến hành quân gần đây, Than Quảng Ninh cũng chưa hề nếm mùi thất bại. Như đã đề cập, Viettel và Hà Nội sẽ phải quyết chiến trên sân hàng đẫy. Than Quảng Ninh hiểu điều đó và nếu quật ngã được Sài Gòn, Jemelin cùng các đồng đội hoàn toàn có thể leo lên ngôi nhì bảng. Niềm vui sẽ thuộc về Sài Gòn hay Than Quảng Ninh sẽ ra về cùng nụ cười mãn nguyện. Hãy cùng chờ đón cuộc so tài Sài Gòn Than Quảng Ninh vào lúc 19:15 ngày 29 tháng 10. Đúng như dự đoán, một Thành phố Hồ Chí Minh rệu rã đã phơi áo trên sân của Than Quảng Ninh với tỷ số 1-2. Đó đã là trận thua thứ 8 của Thành phố Hồ Chí Minh từ đầu mùa và là thất bại thứ 4 của họ chỉ trong 5 vòng đấu gần nhất. Việc thiếu vắng quá nhiều trụ cột vì chấn thương, bên cạnh đó không còn khả năng cạnh tranh top đầu, khiến sức mạnh của thầy trò luyện viên Chung Hae-song suy giảm đáng kể. Vòng 5 giai đoạn 2 sắp tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà.
Đây là đối thủ mà Thành phố Hồ Chí Minh rất muốn đánh bại khi Hoàng Anh Gia Lai đã gieo sầu cho Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng cuối giai đoạn 1 với tỷ số 5-2. Vấn đề là ngay cả khi được thi đấu trên sân nhà, 4 lần tiếp khách gần nhất, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn gục ngã tới 3 trận. Các cổ động viên của Thành phố Hồ Chí Minh càng lo lắng hơn nữa khi 4 vòng vừa qua hàng công của họ chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn. Tuy nhiên bên kia sân, Hoàng Anh Gia Lai cũng chẳng khá khẩm hơn. Kể từ sau chiến thắng trước Thành phố Hồ Chí Minh, đội bóng phố núi đã 4 trận ở giai đoạn 2 thì phơi áo cả 4. Đội chủ sân Pleiku càng bị chỉ trích khi hàng thủ của họ thủng lưới tới 15 bàn chỉ trong 4 trận đấu ấy. Nếu tính cả thất bại trước Dinamo Hà Nam Định ở cúp quốc gia, từ đầu mùa Hoàng Anh Gia Lai đã tổng cộng 10 trận sân khách nhưng chưa hề giành được bất kỳ chiến thắng nào. Với một tập thể ở bóng vía khi xa nhà như vậy, không nhiều người tin Hoàng Anh Gia Lai có thể khuất phục Thành phố Hồ Chí Minh. Dù đội chủ sân Thống Nhất không đạt phong độ tốt, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giành chọn 3 điểm hay Hoàng Anh Gia Lai sẽ có thắng lợi đầu tiên khi xa Pleiku mùa này. Mọi chuyện sẽ sáng tỏ sau trận cầu Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Anh Gia Lai vào lúc 19:15 ngày 30 tháng 10. Sau khi xuất sắc giành chiến thắng trước đội chủ nhà Dinamo Nam Định tại Chào Lửa Thiên Trường để chính thức trụ hạng, Hải Phòng sẽ bước vào trận đấu cuối cùng trên sân vận động Lạch Tray trước một Quảng Nam với một tinh thần vô cùng thoải mái. Dù vừa trải qua một trận cầu căng thẳng với đội bóng Hành Nam và sẽ mất trung vệ Văn Hạnh ở trận đấu cuối cùng vì án treo giò 2 trận sau những hành vi nóng nảy, nhưng đây sẽ là vấn đề không quá lớn với đội bóng đất cảng khi họ đã ở vị trí an toàn. Được chơi trên sân nhà, Hải Phòng sẽ muốn kết thúc mùa giải với một kết quả tốt để tri ân khán giả sau một mùa giải biến động và đầy thăng trầm. Tuy vậy, trước quyết tâm giành chọn 3 điểm để nuôi hy vọng trụ hạng của đội khách Quảng Nam thì đó không phải là điều đơn giản. Sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Dinamo Hà Nam Định và SHB Đà Nẵng, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công bỗng nhiên sống lại cơ hội được thi đấu tại V-League ở mùa giải năm sau. Dù không nắm quyền tự quyết nhưng chắc chắn đội bóng xứ Quảng sẽ thi đấu với hơn 100% sức lực để hướng tới 3 điểm trọn vẹn trong trận đấu với Hải Phòng. Còn nhớ ở trận đấu lượt đi trên sân vận động Lạch Tray, phải rất vất vả đội bóng đất cảng mới có được một kết quả hòa trước Quảng Nam. Vì thế, Đinh Thanh Trung và các đồng đội có lý do để tự tin khi phải làm khách ở vòng đấu này. Thêm vào đó, ở trong 5 lần đối đầu gần nhất, việc có đến 2 chiến thắng trước Hải Phòng ngay trên sân khách sẽ giúp Quảng Nam có tinh thần cao hơn ở trận đấu tới đây. Theo các bạn, liệu Quảng Nam có thể giành chọn 3 điểm trước Hải Phòng để hy vọng vào điều thần kỳ hay chủ nhà sẽ có được một kết quả tốt để chính thức tiện đối thủ về chơi tại giải hạng nhất quốc gia 2021? Câu trả lời sẽ có sau khi trận đấu giữa hai đội được diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 31 tháng 10 trên sân vận động Lạch Tray. Tại trận đấu được diễn ra trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp đón Dinamo Hà Nam Định. Đội bóng đang rất khát điểm sau khi phải chịu thất bại với tỷ số 2-3 trước Hải Phòng tại vòng 4 vừa rồi. Ít ai nghĩ rằng sau khi tạo được khoảng cách lên tới 8 điểm với đội chót bảng Quảng Nam khi giải chỉ còn 2 vòng, đội bóng Thành Nam lại phải rơi vào cú đôi trụ hạng trước khi bước vào vòng đấu cuối cùng. Những thất bại trước chính đội bóng xứ Quảng tại vòng 3 và đặc biệt là trận thua tai hại ngay chính Chào Lửa Thiên Trường tại vòng 4 đã khiến Dinamo Hà Nam Định không có đường lùi khi hành quân đến xứ Nghệ ở trận đấu cuối cùng của mùa giải. Không những đang ở trong một tình thế khá khắt nghèo, huấn luyện viên Phạm Hồng Phú có mất tiền đạo trụ cột Đỗ Melo ở trận đấu rất quan trọng với Sông Lam Nghệ An tới đây vì án treo giò do tiền đạo nhập tịch này đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Tuy vậy, với lợi thế nhiều hơn đội chót bảng xếp hạng Quảng Nam 2 điểm cộng với việc hơn đối thủ 4 hiệu số nên đội bóng Thành Nam nhiều khả năng sẽ hướng tới trận đấu với Sông Lam Nghệ An với việc giành được ít nhất 1 điểm và không dành quá nhiều nhân lực cho mặt trận tấn công. Dù đã đánh bại đội bóng xứ Nghệ với tỷ số đậm 3-0 ở trận đấu lượt đi, tuy vậy việc thi đấu trên sân Vinh sẽ rất khác so với việc chơi bóng tại Chào Lửa Thiên Trường. Tuy vậy, cửa trụ hạng của Dinamo Hà Nam Định vẫn là khá sáng khi Sông Lam Nghệ An đã không còn quá nhiều động lực ở mùa giải năm nay. Sau khi sớm trụ hạng tại vòng 2, đội bóng xứ Nghệ đã trải qua 2 trận đấu liên tiếp không biết bến mùi chiến thắng. Ở vòng đấu vừa qua, phải khá may mắn Sông Lam Nghệ An mới có được một kết quả hòa trước đội bóng láng giềng Thanh Hóa khi có bàn gỡ 1-1 ở những phút bù giờ cuối cùng. Đối đầu với Dinamo Hà Nam Định rất quyết tâm và khát khao có được ít nhất 1 điểm. Nếu muốn có được một kết quả tốt, đội bóng xứ Nghệ sẽ cần phải nhanh chóng cải thiện phong độ của mình trong thời gian gần đây. Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Dinamo Hà Nam Định sẽ được diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 31 tháng 10 năm 2020 trên sân Động Vinh. Ở các trận đấu còn lại, BKMX Bình Dương và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ đối đầu với nhau vào lúc 17 giờ ngày 30 tháng 10 sau khi cùng phải nhận 2 trận thua liên tiếp tại sân vận động Hàng Đẫy. Với tâm lý thoải mái, không gian cầu thủ trẻ nhiệt huyết, khát khao khẳng định bản thân, cả hai hứa hẹn sẽ cống hiến cho người hâm mộ tại Bình Dương một trận cầu có nhiều bàn thắng được ghi. Trong khi đó, vào lúc 17 giờ ngày 31 tháng 10 trên sân vận động Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng sẽ tiếp đón Thanh Hóa trong một trận cầu mà cả hai câu lạc bộ cũng thi đấu với tinh thần cống hiến như một lần chia tay đẹp với V-League 2020. Vòng 5 giai đoạn 2 sẽ được diễn ra trong 3 ngày 29, 30, 31 tháng 10 và được trực tiếp trên sóng truyền hình. Mời quý vị và các bạn đón xem những diễn biến kịch tính của vòng đấu này và chờ đợi chương trình tổng hợp vòng đấu được diễn ra vào ngày Chủ nhật, 1 tháng 11 năm 2020.